Dạ, chào anh em đang xem kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây ạ. Bữa nay cây kiểng Hùng Hằng mình lên một clip, trong đó gồm có một số trang đỏ, trang sen với nguyệt quế, với sâm trái, với mai chú thủy để giao lưu anh chị em trên toàn quốc. Số điện thoại vườn mình là 0939 906 192, cũng là số Zalo. Vừa qua cũng cảm ơn anh em rất nhiều đã ủng hộ mình ha, và ủng hộ kênh. Rồi bữa nay mình cũng lên một clip mới ha. Mình lên bắt đầu một cây chăn đỏ lá nhỏ. Cây này mình mới bứng trên mô xuống anh em. Đó, mấy cái hàng này ha, mình mới bứng về mà anh em có chốt hàng á thì mình để trong mát ha. Để trong mát mà lúc nào mà cây nó đâm chồi sống khỏe thì mình trồng. Mà chăn thì mình phải tưới nước nhiều anh em. Đi nó mới không có bị đỏ lá. Và mình đo thông số nha. Chiều cao là 55. Cái tán của nó là 74. Mấy chăn đỏ này mà anh em về ha, chơi xong ha, thì mình cuôn bông xuống lại ha. Thân thì 16 ha. Cái đế cũ nó cũng nhiều lắm nha. Cũng lớn lắm á. Và mã số 1. Số 1 giao lưu với anh em giá là 450 nha. 450 mình bao xếp cho anh em ha. Khi đi mình bó bầu rút chậu. Chăn đỏ lá nhỏ. Tiếp là mã số 2. Mã số 2 cũng là cây chăn đỏ lá nhỏ luôn. Chăn đỏ tàn tròn đẹp ha. Đó, mấy cây này mới phục bông nè anh em. Nếu mà có chốt mình đi xa thì mình bó bầu nhiều khi nó kính nó dạng lá ha, cũng sao ha, về mình để trong mát vài hôm thì tỉnh nè. Dạ, chiều cao nó 56. Cái tán ngang của nó là 64. Dạ, thân nó ha, gần 16 ha. Giao lưu với anh em giá cũng là 450 ngàn luôn. Khi đi mình bó bầu gốc chậu ha. Mấy cái trang này ha, toàn tàn tròn ha, cắt. Cái này quên hoài riết nó tàn nó mới đẹp nè anh em ơi. Tiếp là mã số 3. Mã số 3 cũng là cây chăn đỏ lá nhỏ luôn. Chăn đỏ bây giờ ha, tàn mà thiên nhiên ha, cây lớn cũng ít có hàng lắm ha. Dạ, chiều cao nó 60. Cái tán đó 75. Dạ, thân nó là 19. Cái này giao lưu với anh em giá 500 ha. 500 mình bao xếp cho anh em luôn. Mấy toàn bộ là chậu xi măng mình rút chậu anh em. Tiếp là mã số 4. Mã số 4 cũng là cây chăn đỏ lá nhỏ luôn. Đợt này mình về được vài cây ha. Chăn đỏ lá nhỏ. Dạ, chiều cao của nó là 65. Dạ, tán của nó là 70. Dạ, thân nó là 22. Này giao lưu với anh em giá 650 nghìn ha. Rồi mình xuống cây. Tiếp là mã số 5. Mã số 5 cũng là cây chăn đỏ lá nhỏ luôn. Cây này nó có dáng hơi bay nhẹ ha. Về anh em chơi ha, hết đợt bông nở đi nè. Rồi sau này mình cuôn xuống ha, là cây nó ra bông nhiều, siêu bông luôn. Dạ, chiều cao
chiều cao của nó là 64, tán nó là 80. Cây này nó có cái dáng bay, mình đo tổng cái thân này ha, gốc mà ra nhiều thân là 26. Này giao lưu với anh em giá là 450 nha. Bưng hả khiên không? Tiếp là số 6 ha. Số 6 là cũng là một cây chăn đỏ lá nhỏ. Cây này một gốc mở ra ba thân ha. Chăn đỏ này ha, nó là dễ trồng dữ lắm anh em ơi. Nó là tưới nước nhiều là nó không có mất sức kìa. Và chiều cao của nó là 66. Tán của nó là 86. Bông đường thuật bông ha. Mình đo tổng này ha, 30. Cái cốt chánh của, cái cốt lớn của nó là 14. Và mã số 6 giao lưu với anh em là 650 nha. 650 mình bao xếp cho anh em ha, khi đi bó bầu rút chậu. Rồi tiếp là mã số 7. Mã số 7 mình lên một cây chăn đỏ lá nhỏ. Đó, mình chăn đỏ lá nhỏ. Đó, cây chăn đỏ này là nó đương cho qua ha. Này một cốt. Dạ, chiều cao của nó là 81. Tán của nó là 66. Và cái thân nữa ha, tính 13. Mấy cái trang này ha, khi đi mình ép tàn anh em. Mấy cây thần chậu này nè, mình dễ ép tàn mấy cái trang nè. Rồi mình bó bầu gốc chậu ha. Rồi mã số 7, phải không, số 7 nè. Cái này giao lưu với anh em giá 650 ngàn. 650 khi đi mình cũng bó bầu gốc chậu cho anh em ha. Trang đỏ lá nhỏ siêu bông lắm đó. Rồi mình lên là mã số 8. Mình lên được ba cây trang dâu dây ha. Mã số 8 cũng là cây trang đỏ lá nhỏ luôn. Ôi mấy cây này chứ dạng mình xếp đi á, mình cũng phải bẻ cho nó ép tàn một chút nha anh em. Cây thần chậu không có sao hết. Cây này xếp đi cũng nặng lắm. Chiều cao gần hết mét dây đó anh em ơi. Dạ, cái tán ngang của nó là 112. Cái thân của nó là 16. Nó cây rễ nặng trắng bầu hết trơn nè. Già dữ lắm luôn. Dạ, thoát thân nó là 64. Mã số 8 này giao lưu với anh em giá là 1.900.000. À, khi đi mình cũng bó bầu gốc chậu ha. Cây này khó quấn lắm. Tiếp là mã số 10. Số 10 mình cũng lên là một cây chăn đỏ lá nhỏ. Đó, nó là sau này mấy cái đọt này nó già là nó ra siêu bông luôn đó anh em ơi. Dạ, chiều cao đó là 122.
của nó là 99. Thân của nó ha, gần 20. Cái thoát thân của nó là 67. Mã số 10 Zalo anh em cũng là 1.900.000. 900.000 khi đi bó bầu rút chậu ha. Rồi bây giờ mình lên là một cây khế gân. Một cây khế gân. Mình mới định hình được 2-3 nước dây ha. Cây gần ấm tàn. Nó có dáng nó hơi bay nhẹ nè. Để mình quay này họ chỉ cái dấu này cho anh em xem ha. Dạ, chiều cao là 92. Mình đo tổng tán này ha là 87. Dạ, cái thân của nó là 30. Nè, nó có cái dấu thẹo này mà nó sành cái anh em, khế gân thì nó mau sành dữ lắm luôn. Ừ, mau kéo thẹo lắm, không sao hết. Khi đi mình cũng hơi ép tàn một chút ha. Rồi mã số 11, mình này giao lưu với anh em giá là 1.600.000. Rồi mình xuống cây ha. Cây này nó thuận chậu khi đi bó. Rồi mình lên một cây nguyệt quế lá dúng qua chùm. Lá dúng qua chùm, cây này mình cũng mới vô dây ha. Nó chuẩn bị nè. Chuẩn bị là đâm, nó đương đâm nụ dữ lắm luôn anh em. Đó. Đọt nó già là nó đâm nụ à. Dạ, chiều cao của nó là 73. Cái tán này của nó là 67. Dạ, thân của nó là 30. Cái cây này nó có mấy cái dấu này không sao nên em. Cây nó sống khỏe không sao hết trơn nha. Cái này giao lưu với anh em giá là 1.400.000 khi đi mình bóp bầu rút chậu ha. Tiếp là mã số 12. Phải 12 mà. Coi số đó nó gì vậy hả? Cây khế 11 hả? 12. Tiếp là mã số 13. 13 cũng mình lên một cây nguyệt quế ha. Lá sống qua chùm luôn. Cây này mình dâm ủ trong chậu ha, cây sống khỏe, cái này vô dây được nè anh em ơi. Về mình lọc ra mình vô dây được rồi. Cây này nó có đường thân hơi co lắc ha. Dạ, chiều cao của nó là 87. Dạ, cái thân của nó là 32. Giao lưu với anh em giá là 1.200.000 ha. Khi đi mình cũng bó bầu quốc chậu ha. Mấy cây này xếp nặng lắm. 13. Rồi mã số 14 mình lên một cây trăng sen. Sen nhật dáng đổ. Một cây trăng sen nhật dáng đổ. Dạ, chiều cao nó 21. Mình đo cành đổ xuống đây là 54. Đây mình đo cái thân này cho anh em xem ha.
mình đo ngay chân vị trí này đi, mình tính ra 16 đi, trừ cộng dây ra nè. Và mã số 14 giao lưu với anh em là 650 ngàn. Mình cũng bảo xếp cho anh em ha. Tiếp là mã số 17. Thấy không? 15. Ồ, quên hoài à. Tiếp là mã số 15. Cây đó 14 phải không? Là mình lên một cây sâm trái, nó có dáng co lắc cho anh em. Cây này xù nè. Dạ, chiều cao nó là 47, cái tán của nó là 40 nè, nó đương ra bông dữ lắm cho anh em. Dạ, thân của nó là 11. Cái này khi đi mình xếp chậu cho anh em luôn. Cái này mình giao lưu với anh em giá là 650 ngàn. Rồi mình xuống cây mình bao xếp cho anh em luôn. Và mã số 16. 16 là cũng là một cây sâm trái luôn. Đó, mấy cái này là bông nha anh em. Mấy cái cây này nó dài dữ lắm rồi, nó đương là cho bông đó. Cây này cũng xù luôn. Dạ, chiều cao của nó là 52. Tán của nó là 41. Cây này mình cũng mới đương tháo dây ha, thân nó là 11. Cái này khi đi mình bó bầu cút chậu ha. Này mình giao lưu với anh em giá cũng là 650 ngàn. Rồi xuống cây. Tiếp là mã số 17. 17 mình lên một cây mai. Mai chiếu thủy nu da đen anh em. Kèo đâu mà. Đó, cây này mình cũng đương vô dây ha. Mới vô nước dây. Chiều cao của nó là 20. Tán của nó là 43. Tổng cái này hết là 30 ha. Cái dấu này đang chỉ ha, cái dấu này không sao anh em. Nó già rồi bắt đầu ha. Nó đâm nu nó đâm cục nu đó là nó bể, nó không sao hết. Cái này giao lưu với anh em giá là 450 ngàn. Khi đi mình bó bầu gốc chậu ha. Tiếp là mã số 18. 18 mình lên là một cây mai. Mai chú thủy nu đặng keo ha. Nó có dáng bài. Dạ, chiều cao nó 21. Mình đo tổng này ha, 50. Dạ, thân nó 20. Mấy cái dấu này nó bể không sao hết trơn anh em. Đặng nu nó lớn lắm. Này giao lưu với anh em giá 450 ngàn. Khi đi ha, mình bó bầu quốc chậu ha. Rồi mình xuống cây. Tiếp là 19. 19 là mình lên bây giờ một cây trang sen nhật. Tàn nè. Tàn tròn. Này. Đó, trang nhật nó mới vô có bông lai gai nha anh em. Dạ, chiều cao của nó là 31. Tán của nó là 32. Mình đo ngay chân đây 11 ha. Còn cũ của nó là 26. Này giao lưu với anh em giá 200 ngàn. Bao xếp cho anh em luôn ha. Giá này dễ chơi quá. Tiếp là mã số 20. Mình mên lên một cây chân đỏ lá nhỏ. Cây này đi mình xếp chậu cho anh em ha, bữa hổm bông nhiều lắm, bữa nay nó tàn bông rồi. Đó, nó được cũng đương cho bông lai gai nữa nè. Dạ, chiều cao nó 22. Tán của nó là 31. Cái này một cốt mà nó gai. Mình đo một cốt gai nhiều thân ha, là 24. Này giao lưu với anh em giá 700, khi đi xếp chậu cho anh em luôn nha. Rồi xuống cây.
Tiếp là mã số 21. 21 mà cũng là một cây trăng sen nhật tàn thiên nhiên. Này nãy quên ấy một cặp cây nó nhỏ. Dạ, chiều cao 21. Tán của nó là 24. Nhà thân của nó 13. Này giao lưu với anh em giá 200. Bao xếp cho anh em luôn. Mã số 22. 22 cũng là một cây trang sen nhật luôn. Tàn thiên nhiên. Chiều cao nó 24. Tán của nó là 22. Dạ, thân nó là 12. Cái nó có cái củ ha. 21. Cái này ha, mình môi lên là củ lớn lắm nè. Giao lưu với anh em 250.000. Mấy cây trang này ha, lúc này mưa nè anh em ha, mua về trồng dễ trồng dữ lắm luôn rồi. 23 cũng là một cây trang sen nhật luôn. Dạ, chiều cao 22. Tán nó là 30. Thân nó là 16. Giao lưu với anh em giá 300. 23. 23 cũng là cây trang sen nhật tàn tròn luôn. Sao quên hoài nha. Chiều cao nó là 21. Tán của nó 29. Thân của nó là gần 14. Đế nó dữ lắm luôn ha. Đó, đế của nó nè. Cái này giao lưu với anh em 250 nha. Khi đi mình bó bậu đi. 25. 25 cũng là một cây trang sen nhật. À, mấy cây này là đế dữ lắm luôn anh em. Mình chưa môi đó. Cao nó 25. Tán nó là 22. 18 nha. Giao lưu với anh em cũng 250.000. Khi đi mình bó bầu cút chậu. Mấy cái chậu đen thì mình xếp được. 26. 26 cũng là cây trăng sen nhật ha. Cây này ha, nó cây này cây phôi ha, nó chưa có ra bông ha. Cao nó 15. Tán nó là 18. Dạ, thân của nó là 15. Nó đế nó dữ lắm luôn anh em ơi. Này giao lưu anh em 200.000 đi. 27. 27 cũng là cây trang sen nhật luôn. Đó, mình này chơi tàn thiên nhiên ha. Này về mà anh em mà thay mấy cái chậu đẹp và cây nó đẹp lắm. Dạ, chiều cao nó 23. Tán của nó 22, tại mấy cái chậu đen mình nuôi nó nha. Mình cũ nó là 18. Này 200.000 đi nè. 28, 28 cũng là một cây trang sen nhật luôn. Đó, cây này mà mấy cái đọt này nó già nó ra bông hết là đẹp. Dạ, chiều cao 26. Tán nó là 24. Thân nó là 10. Mình tính 16. Đó, đế nè. Giao lưu với anh em 250.000. 250.000. 29 cũng là một cây trang sen nhật, cũng là mã số cuối clip ha. Một cây trang sen nhật. Dạ, chiều cao của nó 24. Tán của nó là 26. Nó là siêu bông anh em ơi, trang sen nhật. Cái cũ nó là 23. Cái thân của nó là 16 đó. Giao lưu với anh em giá 300. 300 khi đi mình bó bầu gốc chậu ha. Cũng là mã số cuối clip hôm nay ha. Cuối clip mình xin chúc ha, anh em gia đình được nhiều sức khỏe. Số điện thoại vườn mình là 0939 906 192. Quê mình cũng ở Bình Tân. Hẹn clip sau gặp lại, chào anh em.